Rồi, kênh Mai Vàng Hùng Anh xin chào các bạn nha. Hôm nay buổi chiều ngày 26 tháng 9 rồi anh em. Thì hôm gài cũng vườn mai năm nay em nói với anh em tâm sự với anh em năm nay cây mai nào mà nguyên thủy á lên nụ chậm lắm nghe anh em. Trời cứ mưa hoài mà cây mai nó đâu có đứng được nổi đâu mà nó lên mà nụ lẹ anh em. Bởi nhiều anh em điện cho em nói cây mai tôi giờ nụ còn nhỏ quá. Vậy chứ trời cứ mưa hoài mà làm sao mà cái nụ nó cây mai nó nắng hét lên cây mai nó mới già nó mới đứng tược được thì cái nụ nó mới lớn lẹ. Còn như bây giờ cứ còn mưa hoài mà năm nay mình mưa muộn nè anh em. Hôm gài cũng mưa ở đây, mưa Sài Gòn này mưa 4-5 ngày kiền luôn, mưa ngày mưa đêm, có bữa mưa cả đêm luôn. Bữa nay trời mới nắng nè, thì sẵn em qua ga em phun cái thuốc sâu cho cái vườn mai của em, tại cũng 1 tháng lẻ 5 ngày rồi cũng chưa có phun. Còn thuốc ngừa nấm là em không có phun nha, chỉ phun thuốc sâu thôi để sợ mấy cái sâu bỏ chỉ rồi mình hết cái lá non rồi đây nè, rồi nó sẽ ăn cái nút nụ mai của mình. Nên em phun cũng cái loại thuốc của em mà em phun cũng 1 tháng lẻ 5 ngày rồi đó, chưa có phun lại. Bắt đầu nay cái đầu lá mai bắt đầu nó có nắng lên, bắt đầu nó hét nó già nó khằn lại nè anh em. Dưới em cũng phun thêm cái bổ sung cái thằng đa chung vi lượng cho cái vườn mai của em nữa, đặng cho nó giữ cái lá mai em nó xanh lâu. Thì hôm nay cũng quay trước là cập nhật cái vườn mai nút nụ mai để cho anh em xem ha. Rồi sau đó là em đi tiến hành phun thuốc ngừa sâu bỏ chỉ với thằng cộng chung với thằng đa chung vi lượng. Thằng đa chung vi lượng của em á, em hay quay cho anh em xem á, để cho nó cây mai mình nó bổ sung cho nó đầy đủ chất để mà sau này cho nó mạnh khỏe, nó trổ bông cho nó đạt một chút anh em. Còn cây mai mà mai tàn nè anh em, bữa nay thì nó cũng bắt đầu nó đứng tược rồi đây, nó khằn rồi đây anh em. Đó thì để coi nút nụ nó cũng lên từ từ ha. Đó anh em thấy không, bây giờ em bởi em phiên anh em tại sao em lên clip em hay nhắc hoài à. Anh em chơi mai đừng có nôn nóng, để cho mà tới gầm tháng 10 đi. Bây giờ đang đứng tược nè, đầu nó lớn từ từ nè ha. Cứ xài 15 năm 20 cộng với dưỡng rễ với hữu cơ cho em, y như cái mà em có chia sẻ mấy clip đó. Qua gầm tháng 10 cây mai thiệt thật sự là nó đứng tược luôn đó. Anh em cộng 10, 60, 10 vô nụ nhỏ ra anh em phun cử hoặc hai cử một tuần anh em tưới vô gốc phun thì phun trên lá thì một tuần anh em phun một lần ha. Còn như tưới vô gốc như em á thì em nửa tháng em mới tưới một lần, tại vì cho em muốn cho cái nụ mai em nó lớn từ từ rằng nó đừng có bị chỗ vậy thôi. Dưới cấp đó nó đứng tược, còn anh em chỉ xài 10 60 10 giá tỷ cử là anh em thấy cái nụ mai anh em lớn lẹ lớn lên rồi. Nhưng nếu mà gầm tháng 10 tới phun cử nè, rồi tới cuối tháng 10 anh em phun cử nữa là cái nụ mai anh em cũng còn kịp mà, để mà chơi Tết mà nó còn kịp lớn mà, còn tới tháng mấy nữa đúng không. Chứ ra giờ anh em đừng có nôn nóng, trời còn mưa nè, rồi mà anh em đi cộng 10 60 10 vô nhiều khi nó chịu không nổi rồi nó chỗ cũng không chừng. Còn như cây mai thật sự nó đứng tược rồi anh em cộng 10 60 10 vô anh em phun thì cấp đó nó chỉ lớn cái nụ à đúng không. Em cắt nghe cho anh em nghe thiệt á, em chơi mai là em kinh nghiệm dữ lắm. Còn bây giờ nó còn đi tược anh em phun vô thì coi nó vừa tốn tiền phân nè của mình nè, mà cái nụ nó cũng không đạt nữa, nó cũng không lớn nữa tại còn mưa mà. Còn thật sự rồi nó còn đi tược mà thì nó đâu có tập trung lo nuôi cái nụ ở trong đâu, mà anh em thúc làm chi, chờ nó thật sự đứng tược luôn là cấp đó anh em phun 10 60 10 vô một cái một à là nó cấp đó cái nụ nó to lên liền. Phun chừng hai cử à, nó tốn tiền có hai cử 10 60 10 à. Còn hơn bây giờ nhiều khi anh em phun sớm này ha, rồi cái mai nó còn đi tược rồi nó anh em tốn tiền phân tiền thuốc tiền phân anh em thôi, mà cái mai nó cũng đâu có lớn được bao nhiêu đâu. Còn nó thật sự nó đứng tược hẳn rồi, anh em phun vô anh em thấy nó sẽ lớn, anh em thấy gõ gạch luôn á. Thì em cũng chia sẻ với kinh nghiệm với anh em vậy đó ha. Rồi cũng nè anh em xem nè, nút nụ mai của em nè, đó nó như vậy mà em vẫn còn xài 15 năm 20 thôi, em đâu có gấp đâu, mai nguyên thủy mà. Với cái giống mấy cái giống mai này nè, nụ nó cỡ cái nụ của
Dạo Phú Tân là nó chỗ đó anh em. Bởi với em cũng khuyên anh em chơi mình phải biết cái giống mai của mình là giống mai gì. Như dảo Thủ Đức mà 5 cánh tới 10 cánh á, cái nụ nó cũng nhỏ hơn dảo Thủ Đức 12 cánh. Nè, nụ nhỏ dảo Thủ Đức 12 cánh của em nè, anh em thấy không? Nè. Thì nó phải to hơn, nó 12 cánh, nó nhiều cánh hơn thì nó phải to hơn. Còn anh em từ 5 tới 10 cánh thì nụ nó phải nhỏ hơn. Cái quy lực nó vậy rồi. Anh em thấy cái dòng dảo cũng dòng cúc cũng vậy anh em thấy không? Cái nụ mà nhiều cánh thì nó phải to hơn cái mà cái nụ ít cánh. Bởi mình phải biết. Thì cũng chia sẻ với anh em này nè. Còn cái này là cái Phú Tân Gin nè. Nguyên thủy Phú Tân nè anh em nè, thấy nút nụ không? Đó. Lên nụ đấy ghê không? Lên nụ dập ra. Anh thấy anh em nó có ngấn anh em thấy không? Bởi em phiền anh em cứ xài đi rồi cứ cây mai nó đứng tược mà cái ý cây này nó còn một hai nhánh đi tược nè anh em thấy không? Nè. Cái nào cái nhánh nào đi tược thì trong nụ hơi nhỏ nè. Còn mấy nhánh này đứng tược luôn nụ to nè. Nè. Đó. Bởi mình biết vậy rồi biết cái nhánh nào nó đứng tược là nụ nó lên to thì tại sao mình không để cây mai mình đứng bộ lọt qua gầm tháng 10 cái nó đứng tược hẳn luôn. Rồi anh em đi phân vô một cái thì nó to lên chứ gì đâu. Còn bây giờ gấp gì mà nôn nóng phun tưới phân cho nó tốn tiền. Nếu anh em nào ở trong Sài Gòn này nó nói em thiệt á, em chỉ chờ là cây mai không bao giờ bị nổi bậy nữa. Không có nở bông gió luôn á, em nói thiệt như cây này nè. Bởi em cũng chia sẻ cà clip với anh em vậy ha, cũng cập nhật lại cái vườn mai với ai thích gì thích, chứ em thích làm như thích dảo Thủ Đức nè. Dảo Thủ Đức mình ghép nè, ba mới ghép hồi tháng 3 tới giờ nè anh em thấy nó chỗ lát đá không đó. Cái này mới ghép hồi tháng 3 đó, em đang chỉnh sửa đó mà cái nào nhưng mà nút nụ nè anh em thấy không nó. Nè, nó chỗ nhưng mà nút nụ nè anh em, còn nè anh em thấy không, nè nó nè vậy là nó chỗ là anh em tết cái cây mai này chơi đã rồi. Còn giống mai rồi quay cập nhật mấy cây mai mà mini của em cho anh em xem luôn nè. Nè dàn mai mini của em nè anh em thấy không, nhỏ không nè, nút nụ nè. Đó. Mà em đâu có gấp đâu. Nó cứ để nó đi, qua gầm tháng 10 em mới xử lý. Còn như cây này, mấy cây này nè nó dảo siêu nụ nè anh em thấy không? Nó bên này nó nút nụ nó dày rồi nè. Nó gà tới vào đầu cành luôn nè. Thì mấy cây này mình chỉ tưới 15 năm 20 thôi. Cây nào nó đứng tược thì mình tưới 15 năm 20 nè. Cái bông dảo siêu nụ nè anh em. Dảo siêu nụ Bến Tre nè. Tại vì cái cây này hôm đó nó em thay chậu em động rễ nó nên năm nay nó mini. Em chỉ thích rồi chơi từ từ em tính nó sang năm mình làm lại. Còn ngày này cây Phú Tân nè mới ghép nè. Anh em thấy nè, cái giống Phú Tân ghép không? Nó ra khủng hoảng không mà cái nút nụ của Phú Tân nè. Nó bị lớn vậy đó. Vậy cho nó chỗ đó anh em. Đây nè, em quay cho anh em xem nè, cái cây mà xi với hổm vàng lá gân xanh mà em cứu lại nó ra rồi nó nay đi đọt nữa bây giờ nó chỗ nè anh em thấy không, Phú Tân nè mà nút nụ bị lớn nha, nó chỗ rồi thấy không. Bởi chơi mai anh em từ từ đừng có nôn nóng, cho mày chắc nụ trước đi mày nằm đó đi, rồi đó tới mày đứng tược rồi tao sẽ thúc phân là nụ là kích nụ lên thì mày sẽ lớn nụ thôi. Còn bây giờ gấp làm gì nè, anh em thấy nó đứng hết trơn không? Mà nút nụ nè, kẹo không, nó chỗ nè, hai nụ nè mà nó còn nút nụ nè. Nó cái dàn mai mini của em đó nè, còn dảo Thủ Đức mới ghép nè anh em thấy không, nút nụ nè hồi tháng 3 tới giờ nè. Năm nay em cũng ghép dảo Thủ Đức nhiều lắm, ai với ai nói cái gì nói, em thích dảo Thủ Đức à, nụ giờ em thấy sướng mắt. Rồi cũng chia sẻ với mấy anh em vậy ha. Rồi
quay thuốc sâu của em để đi xịt tối rồi hả anh em, cũng chạng vạng rồi, em hay xịt thuốc sâu chạng vạng lắm. Nè anh em thấy hai gói thuốc sâu của em không, đặc trị nhện đỏ với bọ chỉ nè, cũng có diệt sâu nữa. Nhưng mà nè anh em thấy không nè, cái này nó ghi pha là cho một gói á cho 22 tới 25 lít, nhưng mà em pha một gói này tới 32 lít lận, nhưng mà một tháng mấy rồi em không có xịt á. Cái hiệu này nè, hiệu này với cái hiệu kiến độc á anh em thấy không nè, bọ chỉ, sâu đục bẹ nè, sâu mà da láng rồi sâu tơ, nhện đỏ, bọ chỉ, nhện lông, nhung gì, sâu đục gân lá gì, sâu đục quả gì, bọ xích, mũi gầy, bọ cánh tơ rồi nè anh em thấy không, nó hay lắm anh em. Cái loại này với cái hiệu thằng kiến độc á anh em, cái này em phun nhiều khi nửa tháng hai tháng em chưa có phun lại nữa. Hôm đó em xài hồi tháng 6 á, nửa tháng sau em có mới phun lại. Cái này của công nghệ của Nga nó anh em, quay thuốc cho cái hiệu thuốc cho anh em xem mà có mua, cái này nó tốt, nó hay lắm. Với cái gối em hay chia sẻ anh em đâu rồi, để em lấy cái gối nè, gối kiến độc rồi đây. Nè cái gối này nè, em nói thiệt với anh em á, xịt là anh em thấy cái chữ nè, tiêu đời côn trùng kháng thuốc luôn á, con kiến cũng chết nghe anh em, rồi con ruồi cũng bỏ đi nữa nghe anh em. Cái gói này nè bởi em chia sẻ anh em vậy, rồi anh em thấy nè, phân thuốc của em nè để mà em xài nè ha, rồi để em chia lại cho anh em nè, anh em thấy không đó nè, rồi phân thủy sinh em còn đó nè, em không xài nhiều anh em nha, nói ô chê em á, rồi em nói xài phân thủy sinh nên nó tốt đó, rồi nên em không có mà xài thủy sinh, em xài NPK cho mấy anh em đó xem á, nên cái này là cái bộ này là để em phối với can mà phục hồi cây của em đó, với Alpha Con nè anh em thấy không đó, bao nhiêu ra đây là đủ có bộ của em xài rồi, còn cái Gogo Comcast này để dành với Alpha Con này để dành chị mấy cây mai vàng lá cân xanh với mai si đồ đứng được rồi đó. Em còn một bộ mà cây mai để mà chị mấy cây mai nữa mà em chưa có đem, em xài áp dụng hay rồi mà em chưa có đem ra mà để mà cho anh em xem nữa. Còn cái chai đa chung vi lượng của em nè, em mới đem về nè, anh em mới dặn em nè, anh em về để chia cho anh em xài để mà giữ cái lá mai của mình nó xanh lâu mà nó tốt nè. Nè em cũng đang xài nè, nè phân bóng lá nè, cái hiệu này cho anh em xem luôn nè ha. Cái chai đa chung vi lượng này hay lắm á, nó thêm 4 hoạt chất nữa chứ không phải là đa chung vi lượng này không trong đây, cho anh em biết vậy đó. Nhưng mà thì em chỉ quay về cho anh em xem thôi, rồi anh em tự tìm hiểu đó. Quay xây vòng luôn, anh em tự xem ha. Rồi thôi cũng tối rồi, để em đi phun thuốc sâu ở dưới cộng chung với thằng đa chung vi lượng này của em nè. Thành phần nè anh em xem nè, nó nhiều lắm thấy không, rồi đó em nè. Cái mai em tốt là nhờ cái hũ này nữa đó anh em, với cái phần hữu cơ của em phối đó, cho anh em biết vậy đó. Thì bổ sung đa chung vi lượng cho nó ăn cái nữa, nó giữ cái lá xanh lâu cho cái mai mình mạnh khỏe đi, rồi để Tết nó chỗ bông cho nó đạt một chút chứ không gì hết. Theo gì anh em bổ sung canxi bo, còn em ở đây em bổ sung đầy đủ luôn, em không có mình canxi bo
Rồi vậy em xin chào tất cả anh em ha. Chúc anh em một buổi chiều thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui ha. Em đi tiến hành phun, bữa nay là ngày 26 tháng 9 nè, phun thuốc ngừa sâu với cộng với thằng đã chung vi lượng đang giữ cái lá mai của em cho nó xanh lâu ha. Thì anh em nào có muốn áp dụng theo em làm thì làm nha. Rồi em xin chào tất cả anh em. Em xin chào ạ.